chúng tôi đang đi trên đoạn đường từ Dallas về El Paso thuộc tiểu bang Texas. Đối với Memphis, Tennessee, chỉ cần đi khoảng 2 tiếng đồng hồ là ra khỏi tiểu bang. Đến Arkansas cũng thế, chỉ khoảng 1-2 tiếng. Nhưng với Texas, đi suốt từ sáng tới giờ, 8 giờ, bây giờ đã 5-6 giờ chiều mà vẫn chưa đi hết Texas được quý vị. Quý vị có thể tưởng tượng rằng là tiểu bang Texas lớn như thế nào. Đây là một đoạn đường từ Dallas gần đến El Paso thuộc tiểu bang Texas. Đoạn đường này cho phép chạy tới 80 dặm một giờ quý vị. Một vài hình ảnh trên freeway gửi đến quý vị. Đoạn đường này cho chạy 80 gần đến El Paso rồi quý vị. Mà tiểu bang Texas này rất là lớn, chạy suốt từ 8 giờ sáng tới giờ 5-6 giờ chiều vẫn chưa ra khỏi Texas, mà trong khi đó Tennessee chỉ khoảng 2 tiếng đồng hồ, hoặc Arkansas cũng chỉ 2 tiếng là ra đi hết tiểu bang rồi. Quý vị thấy rằng là tiểu bang Texas rộng và lớn như thế nào nha quý vị. David từ El Paso, Texas.